Rồi ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục với con game khó truyền thuyết nha anh em nhé. Như vậy là hôm trước thì mình đã có lên một video và kèm theo một event mini game cho anh em tham gia. Đó chính là dự đoán hai số cuối của kết quả xổ số đặc biệt miền Bắc của ngày 23 tháng 6 anh em ạ. Và hôm nay thì mình có thể có thời gian để lên video tổng kết cho anh em được, bởi vì ngày hôm qua ngày thứ bảy là cũng khá là bận rộn với cái ngày nghỉ cuối tuần anh em ạ. Ok, như vậy là cái video hôm trước thì có rất là nhiều người chơi đấy, các bạn đăng ký kênh của mình và các bạn đã tham gia để bình chọn và dự đoán cái con số may mắn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành tổng kết cho anh em. Đầu tiên là đối với cái kết quả xổ số miền Bắc ngày 23 tháng 6 anh em ạ, thì nó là dãy số bao gồm 5 con số, đó chính là 83660 đấy, hiện nay đang hiện trên màn hình của anh em. Như vậy là con số may mắn của chúng ta đấy, của người chơi may mắn đó chính là con số 60 nha anh em nhé. Và qua cái mình tổng kết tất cả các cái comment trong cái video để bình chọn đó, thì mình đã hôm đó là mình đóng comment ở trong cái bình luận của video ấy, là thời gian khoảng là 18 giờ đến 18 giờ 30 và thời điểm đó thì cũng không còn bạn nào comment nữa. Ok, và qua kiểm tra và qua tổng kết lại thì hiện nay có ba người chơi là dự đoán đúng và gần sát nhất với kết quả con số 60. Và ba người chơi này thì các bạn sẽ mỗi người chơi sẽ được nhận một phần quà, đó là thẻ cào Gosu đấy, mệnh giá là 20k. Và những anh em nào mà đã biết mình ở trên Facebook rồi, trên group kho báu truyền thuyết của mình rồi, thì trong ba anh em này thì hãy nhắn tin trực tiếp cho mình đấy, để mình gửi anh em cái phần quà thẻ Gosu trị giá 20k nhé. Người chơi đầu tiên đó chính là bạn Ngọc Toàn Nguyễn 183 anh em ạ. Đấy, bạn này thì bạn ấy dự đoán là đúng con số 60 luôn, chính xác tuyệt đối 100% luôn anh em ạ. Thì đấy là người chơi đầu tiên, là người chơi Ngọc Toàn Nguyễn 183 nhé anh em nhé. Tiếp theo người chơi may mắn thứ hai đó chính là người chơi Ất Bùi, khả năng mình sẽ đọc là Ất Bùi anh em ạ, 4058. Đối với bạn Ất Bùi thì bạn dự đoán con số là 59 anh em ạ. Đấy, như vậy là lại gần sát 59 và 60. Đấy, đấy là người chơi thứ hai, là người chơi Ất Bùi 4058 nha anh em nhé. Ok, người chơi may mắn cuối cùng là người chơi thứ ba của chúng ta, đó chính là bạn Tình Nguyễn, hay là bạn Tình Nguyễn gì đấy, hay là bạn Tịnh gì đấy. Đấy, Tình Nguyễn V3CV, đấy gạch ngang là V3CV, thì bạn cũng dự đoán là với con số là 59 anh em ạ. Đấy, như vậy nè, đối với cái event mini game của mình này thì có 3 phần thưởng dành cho 3 người chơi, do vậy là các người chơi có thể là dự đoán trùng nhau cũng được, không vấn đề gì cả. Và mình tính là những bạn đấy có cái lựa chọn cái con số may mắn là nó sát nhất với cái kết quả xổ số đặc biệt miền Bắc ngày 23 tháng 6, đó chính là con số 60. Như vậy là xin chúc mừng ba bạn là Ngọc Toàn Nguyễn 183 này, Ất Bùi 4058 và bạn Tịnh Nguyễn, hay là bạn Tịnh Nguyễn V3CV ấy, với các con số dự đoán là lần lượt là 60, 59 và 59 nhé. Các bạn chủ động inbox cho mình, nhắn tin cho mình ở trên Messenger, ở trên Facebook nhé, để mình có thể gửi cho các bạn cái phần quà. Và những anh em còn lại chưa may mắn ở trong cái mini game lần này thì anh em hãy tiếp tục đăng ký và theo dõi các kênh của mình, các video của mình, để trong thời gian tới mình sẽ cố gắng là làm nhiều video và nhiều mini game hơn cho anh em. Có thể là cái giá trị nó không cao, nhưng mà chúng ta vừa kết hợp xem video nghiên cứu về con game kho báu truyền thuyết và vừa gọi là thử cái vận may của chúng ta, đúng không, để gọi là thử tài may mắn thôi. Ok, như vậy là mình đã tổng kết xong cho anh em cái kết quả của cái mini game ở video ngày hôm thứ năm rồi, hôm trước rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với anh em một con app bên server 284 của mình. Cái con app này thì nó lại chung với server mấy server 242 anh em ạ, nên là không làm event để tặng anh em được. Hiện nay thì con app này mình đang chơi được một đã hoàn thiện là một team full hải tặc rồi anh em ạ, nhưng tuy nhiên là nó đang dừng lại ở ba em tướng thuộc dòng SSR, đó là Wano Zoro này 11 sao này, Ivankov 11 sao này, em tướng Wano Luffy 11 sao này, tiếp theo là em tướng Keroth thì hiện nay mình mới chỉ lấy được 10 sao thôi, và em tướng Sanji Steel Black hiện nay là đang 9 sao. Và hôm trước thì lại tay nhanh hơn não anh em ạ, đáng lý ra là phải nâng em tướng Sanji Steel Black này lên 10 sao, nhưng tuy nhiên là không biết làm như nào, cái lúc ấy lại kiểu như ấn nhầm anh em ạ, lại lựa chọn nhầm cái con tướng Sanji, nên là lúc đó mình nâng em tướng Sanji lên 6 sao xước. Như vậy là không đủ người copy để chúng ta có thể nâng Sanji từ 9 sao lên 10 sao, bởi vì nó cần 2 copy 5 sao của Sanji. Đấy, nên là mình lại phải tiếp tục phải chờ tiếp. Thì đây chính là con app của mình, và hiện nay thì cái server 284 này được chiến ở trong đây của mình thì đang là thực chiến là 2.730.000. Hôm trước là cái event là có em tướng Zoren anh em ạ, là cũng
Nói chung là cũng không tính trước, nên là mình tính là anh em tướng Marco và anh em tướng Dâu Đen để đưa vào team. Nhưng tuy nhiên là mình quyết định là chơi một team full hải tặc, nên là hiện nay có Dâu Đen 11 sao này, Kata rồi Akainu 11 sao, kể cả Wano Marco 8 sao thì mình cũng để ở ngoài, và mình sử dụng cái team chính của mình là full hải tặc. Ok, bây giờ thì có một em tướng Wano Zoro thì hiện nay đang SP9 nha anh em nhé. Đấy, đang SP9 rồi, cố gắng là nâng lên SP10. Đấy, sau đó là chuyển SP sang cho em tướng Carrot là ok. Rồi bây giờ thì sẽ cùng đi xem một trận đấu PK của con ác này. Hiện nay thì lực chiến của con ác này là 2.730.000, thì mình sẽ PK với người chơi ngang lực chiến, đó bạn là gì đây, Bá Dơ Đây Nè này, 279 luôn này, lực chiến là 2.790.000. Như vậy ngang ngửa team của mình, và mình team của bạn ấy thì chơi là khá là nhiều hệ, từ tứ hoàng thất vũ hải đến hải quân anh em ạ. Và anh em thấy là với em tướng Wano Zoro của mình hiện nay đang SP9 và kết hợp cùng với em tướng Carrot là hai em đấy, tốc độ cao hơn các con tướng trong team bạn ý, thì sau cái đòn đánh kỹ năng một đầu tiên thì một em tướng trong team của bạn ý đã lên đường rồi, Wano Zoro đã lên đường và còn có 4 con tướng thôi. Một team full hải tặc anh em ạ. Nhưng tuy nhiên là team full hải tặc thì tính đến thời điểm hiện tại ở bên server Việt Nam thì vẫn chưa kiếm được một em búp nào mà thuần về búp máu hơn cả. Hiện nay em tướng Ivankov 11 sao trong team của mình thì nó vẫn thiên là support dam, vừa búp máu và vừa support dam là tốt hơn, bởi vì là trong cái kỹ năng một của nó thì có tăng công và có tăng cái tỷ lệ bạo kích anh em ạ. Ok, như vậy đây anh em thấy là với cái lực chiến là ngang nhau, tuy nhiên là với em tướng Wano Zoro của mình SP9 và kết hợp là cái tốc độ một số con tướng đam chủ lực trong team của mình là cao hơn trong team của bạn ý, nên khi mà các em tướng trong team của mình sử dụng kỹ năng thì chỉ với kết thúc turn thứ hai là cái turn ulti thôi là team của bạn ý đã chỉ còn có một em tướng là em tướng Marco Tanh thôi anh em ạ. Rồi, như vậy là Carrot 10 sao của mình thì đã tiễn đấy, nốt em tướng Marco Tanh trong team bạn ý lên đường rồi. Và với ba turn thì em tướng Carrot của mình cũng kịp gây ra cái lượng sát thương là 6.004.000 anh em ạ. Như vậy là với em tướng Carrot như vậy là cũng tương đối là ok với mình, với một em tướng Carrot 10 sao như vậy là tạm chấp nhận được anh em ạ. Ok, tiếp tục là PK với bạn Godfuckzil xem nào, cũng lực chiến 2.790.000. Ok, bây giờ sẽ PK với team bạn này nhá. Như chưa thêm bạn anh em ạ. Ok, thế thì lại phải PK với người chơi khác. Đây, thế PK với người chơi hơn lực chiến đi xem là có ăn thua gì không. Bạn God White lực chiến là 3.220.000. Mình thì chắc chắn là thua bạn này rồi, bởi vì mình PK trong PVV khá là nhiều lần rồi, nhưng tuy nhiên là vẫn không ăn được bạn ấy lần nào. Và như vậy là em tướng Katakuri là con tướng có tốc độ cao nhất trong cả hai team, và vừa rồi nó sử dụng cái kỹ năng 1 lên em tướng Carrot của mình và lên em tướng Sanji Steel Black, anh em có thể thấy là rất là thấm luôn đúng không? Đấy, ok. Và vừa rồi thì với cái đòn tấn công kỹ năng 1 của Wano Zoro của mình thì em tướng Dâu Đen và em tướng Marco trong team của bạn ý thì đã bị dính cái hiệu ứng công nặng của em tướng Wano Zoro rồi. Như vậy là hai em tướng này thì sẽ bị dính trong vòng 2 turn nếu không thanh tẩy được anh em ạ. Ok, chỉ sử dụng kỹ năng đánh thường thôi, đây cũng sẽ là một cái điểm có lợi cho mình. Tuy nhiên là không biết là có sống sót được qua cái đòn ulti của Katakuri không. Đấy, như vậy anh em thấy là Kata của bạn ý là sử dụng cái đòn ulti rất là thấm luôn. Như vậy là em tướng Luffy Wano của mình đã lên được. Và đây là pha ulti đầu tiên của Carrot với 1.2 triệu sát thương. Đấy, tiếp tục liên kích xem là có lên trò chống ở 1.4 triệu sát thương này anh em ơi. Và em tướng Wano Luffy trong team của bạn ý thì gần lên đường rồi, nhưng nếu như không kết liễu được em tướng Wano Luffy thì tí nữa em tướng Luffy này nó sử dụng kỹ năng ulti thì chắc chắn là team của mình sẽ gọi là đi từ 1 đến 2 em anh em ạ. Bởi vì em tướng Wano Luffy thì trong cái đòn đánh ulti của nó sẽ kèm theo cái phần trăm lượng máu đã mất. Đây anh em thấy đấm sẽ rất là thấm luôn, 2.1 triệu sát thương luôn. Và tiếp tục liên kích thì lên tường tiếp anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, đây là một cái rất là hay của em tướng Wano Luffy, và kể cả em tướng Luffy Zephyr cũng như vậy anh em ạ, đều gây sát thương đấy, dựa trên cái lượng máu đã mất. Đấy, nên là trong cái đòn đánh ulti với cái đòn đánh kỹ năng 1 của em tướng Luffy Wano của chúng ta là rất là thấm luôn anh em ạ. Đấy, như vậy là bé Carrot của chúng ta là con tướng cuối cùng đã lên đường rồi anh em ơi. Wow, ok. Và anh em có thể thấy là sau 3 turn thì Carrot của mình là lượng sát thương là 3.4 triệu anh em ạ. Như vậy là chỉ thấp hơn em tướng Katakuri của bạn ấy một chút thôi anh em ơi. Rồi, ok, như vậy là video ngày hôm nay thì trọng tâm vẫn là lên tổng kết cái event mini game hôm trước cho anh em. Nên là ba người chơi may mắn nhất thì các bạn nhớ là inbox cho mình để nhận cái phần quà nho nhỏ của mình dành cho các bạn người chơi may mắn đã dự đoán đúng và gần đúng nhất với kết quả xổ số miền Bắc ngày 23 tháng 6 nha anh em nhé. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.